Hello, xin chào tất cả các bạn đang theo dõi kênh YouTube của mình nha. Thì hôm nay mình xin làm cái chủ đề video clip về đồ bảo hộ. Đồ bảo hộ mặc như thế nào cho nó phù hợp với lại cái chuyến đi của mình. Đó, an toàn với lại là nó sẽ giúp cho mình chạy xe rồi nó cũng thoải mái hơn. Khi mà mình mua đồ bảo hộ thì có rất là nhiều hàng phay rồi hàng chính hãng, hàng nói chung là nó rất là nhiều dạng, rất là đa dạng. Khi mà mình mua hàng thì thật sự ra thì nhìn hàng phay với lại hàng xịn á rất là khó phân biệt. Cho nên ở đây mình không có hướng dẫn anh em là lựa hàng nào cho nó xịn hay là lựa cái shop nào bán đồ nó tốt. Tại vì á, ví dụ như bản thân mình đi đây, mình mua hàng thì nhiều khi mình cũng có khi mà mình lầm nữa. Đó. Chỉ mua lại những cái chỗ mà mình cảm thấy là uy tín thôi. Bây giờ đó là 12 giờ đêm đó, các bạn thấy là quang cảnh Đà Lạt nè, bây giờ là sương mù nó rất là dày. Tự nhiên mình ra ngoài này mình đứng cái mình cảm giác là có một cái cảm hứng để làm cái video clip này để cho anh em có cái sự mà lựa chọn cũng như là chọn lựa nó hợp lý. Tại mình thấy có rất là nhiều bạn á mà mua đồ bảo hộ đồ mặc rồi chạy xe bị tai nạn té hoài đó. Mình thường á, lúc trước á mình thường hay nói với lại mấy đứa bạn á là mày mua đồ bảo hộ á, mày mặc đồ bảo hộ là mấy cái giáp mà mới chúng mình đọc tiếng Anh nó không có được chuẩn nha, mong các bạn thông cảm. Densi rồi mấy cái như là Appitech rồi Koso vô. Thì cái này để mình đọc tiếng Anh thì nó không chuẩn. Mình thì lúc trước mình đi xe thường thường là mình mặc đồ là quần jean đồ rồi về thể thao, áo khoác bình thường. Thật sự ra là mình chạy tour đó là từ từ khi mà mình quen vợ của mình, đó là hiện tại là mình cưới vợ đó là khoảng 7 năm 8 năm về trước. 8 năm thì mình có nói với các bạn một điều là mình đi tour thì rất là nhiều, đi xa. Cái lúc đó cái phong trào đi tour nó chưa có được phổ biến như bây giờ. Mình đi từ đó tới nay luôn chưa bao giờ mà có một cái trường hợp nào mà gọi là bị va chạm hết, chưa bao giờ có tình trạng đó, cũng như là trên đường mình chạy rất là an toàn đó. Cho nên là mấy đứa bạn mình nó thường đi chung tour với tụi nó thường hay kêu là mua giáp đi cho vợ chồng mày mặc giáp đồ này nọ. Thì mình thường hay phản biện cái vấn đề đó là tao mua, nếu như mà tao có mua giáp đó, thì tao mua cho có thôi chứ tao không có mặc. Và nếu như mà tao mà mua mấy giáp rồi tao mặc để tao té thì tao phải không mua. Tại vì khi mà mình mua giáp á, mình ỷ y vào mình có cái bộ đồ, mình có cái nón phun phay đó, mà mình chạy xe không cẩn thận, khi mà mình gặp tai nạn á, thì cái giáp có xịn tới cỡ nào, cái nón có xịn cỡ nào thì cũng nguy hiểm tới tính mạng hết. Nó không có, có nhiều trường hợp không nguy hiểm tính mạng thì cũng gãy chân gãy tay đâu, cũng bầm dập sức mẻ đó. Cho nên á, cái điều mà ưu tiên của chúng ta khi mà mình đi xa đó là cứ cẩn thận là ok nhất đó, cẩn thận mình chạy. Còn những cái trường hợp mà bất khả kháng á, thì trường hợp bất khả kháng á, nó có nhiều trường hợp lắm, nhưng mà đa số á, là do bản thân của mình chủ quan, mình không làm chủ được cái tốc độ cũng như là mình không có cái kinh nghiệm nhất định thì mình sẽ gặp tai nạn thôi. Bây giờ mình sẽ quay cái bộ giáp của mình nha cho các bạn xem. Đây là các bạn có thể thấy nè, một cái mà đơn giản thôi, khi mà mình sắm giáp, mình sắm đồ để mình đi một cái tour thì thật sự ra là mình đã đóng gói, mình gửi về gần 2-3 thùng đồ rồi. Trước khi mà mình đi tour đó là mình đã gửi đồ ra ngoài Đà Nẵng trước, rồi mình gửi đồ ra Tuy Hòa. Đó là những cái điểm mà mình hay gọi là điểm trung chuyển đó. Gửi ra đó xong, mặt xong dơ bắt đầu gửi, trước khi mình đi ra chỗ khác mình sẽ gửi cái đó về nhà đó. Thì cứ như vậy mình sẽ không có đem theo nhiều đồ. Nhưng mà các bạn thấy nè, những cái trang bị này là mặc ở trên người thôi, thì các bạn thấy là mình phải gánh bao nhiêu đây đồ đó, gánh trên đây bao nhiêu nhiều đồ trên người như vậy, thì các bạn thấy là rất là bất tiện.
khi mà mình đi bất cứ chỗ nào, mình muốn xuống xe, mình ăn cơm, mình muốn uống nước, mình đi vệ sinh, mình muốn nghỉ ngơi, cái đầu tiên là phải gỡ hai cái nón bảo hiểm và phải bảo vệ nó để không có bị mà rớt xuống đất hay là này nọ đó. Cái tiếp theo đó là bao tay. Bao tay thì bao tay các bạn biết đó, là khi mà mình mua một cái bao tay giá bèo bèo á, rẻ rẻ không á, cũng phải gần mấy trăm ngàn, rẻ nhất luôn thì cũng phải từ 200 ngàn đó. Cho nên là những cái món đó là mình hay phải cất ở trong người, chứ nếu mà mình để ra ngoài mình đi mình không cẩn thận là người ta đua rất là lẹ đó. Thì trong cái tour hành trình này á, thì mình thấy là thứ nhất là nó cũng xe R3 này nó vẫn không có cái ABS, và mình thì mình chưa có nói là mình đi cũng quen, nhưng mà thật sự ra thì cũng chưa có đạt được cái trình độ mà để điều khiển một cách nhuần nhuyễn chiếc R3. Cho nên là tốt nhất là mặc theo cái quần giáp này. Lúc mà vừa bước chân ra khỏi nhà đó là mình mặc cái nguyên một cái bộ Appitex này luôn. À, có cái áo theo cái quần này luôn nha. Nhưng mà chịu không nổi. Các bạn biết là mùa bây giờ là nó nắng, nắng nóng rất là khó chịu. À, khi mà mình mà đi ra ngoài đường á, mình chạy xe mà mình cảm thấy mình khó chịu thì mình là không thể nào mình chạy xe được tốt hết. À, nó làm ảnh hưởng tới lại cái tâm lý của mình đó. Cho nên là lúc nãy mình có nói với các bạn á, là khi mình sắm đồ, mình mặc đồ là để an toàn, chứ không phải mình mặc đồ để mình té, nó không sao đó. Mà khi mà mình đập mặc đồ lên mình cảm thấy không dễ chịu, không có điều khiển được thì sẽ dẫn tới tai nạn. Thì mình mua đồ mặc làm gì đó, mặc đẹp lên thì nó không có giúp ích gì được cho mình hết á đó. Thứ nhất đó là té xuống thì cứ cho là bộ đồ đi, mình test đồ thử đi, nhưng mà cái xe đồ của mình nó không hư hao hư hỏng đồ đó. Thì các bạn thấy là cái áo, thì mình sử dụng cái áo này là chắc cũng khoảng 2-3 năm rồi. Đây, cái áo này đi tour cũng được 2-3 năm nè. Thì nó có kết hợp vừa da với lại vừa lưới cho nên nó mát, cộng thêm là những cái hốc gió ở đây, và đặc biệt là cái hốc ở bên tai này nè, nó giúp cho khi mà mình chạy xe là gió vô mát, với lại nó cũng nhẹ. À, nó có giáp ngực nữa, nhưng mà mình tháo luôn cái giáp ngực mình cất rồi, và giáp lưng mình cũng tháo luôn để giảm cái trọng lượng xuống tối đa. À, chừa giáp vai với lại cái giáp tay này. Thì cái giáp giáp tay này nói thật ra với các bạn á, thứ nhất là ví dụ như mình có tai nạn á, thì cái tay mình là chống xuống là đầu tiên. Cái thứ hai á, là thường thường á, là cảnh sát giao thông á, khi mà mình chạy qua cái chốt đi, cái này là nói anh em đừng có ném đá nha. Thường thường á, là cho là anh em mà ngừng, khi mà cảnh sát hỏi ngừng lại đi, ví dụ mình chưa kịp ngừng, mình thả chớn chưa kịp ngừng á, là thường thường nó lấy cây nó đập vô tay mình đầu tiên nè. Cho nên là phải có cái giáp này chắc cú. Tại vì ví dụ như mà nếu mà đập không gãy á, thì nó cũng bị sưng. Thật sự ra thì có nhiều chỗ công an á, làm việc á, hơi khó chịu tí xíu. Mặc dù mình ngừng lại, mình mới vừa lướt qua cái mình tính thắng lại thôi, chưa kịp thắng là người ta giơ cây ra rồi. Đó, tự tự trúng. Cho nên là mình cứ đảm bảo cái điều đó. Đó. Giáp giáp vai với giáp cùi chỏ thì mình vẫn để. Thì cái bộ áo này, cái áo này với cái quần này như là nó không có dính gì nhau hết á. Mặc lên nếu mà chụp hình ra thì nhìn nó rất là xấu và nó hơi kỳ cục đó. Cái quần thì quần xịn. Cái quần này thì quần da nguyên khối luôn, có cục chà luôn nè, rồi giáp chân nói chung là đầy đủ hết. Ở phía sau cái nó có giáp mông nữa nha, giáp mông đồ. Rồi ở phía trước này thì cũng cứng lắm, nó bảo vệ cho ngay chỗ này. Thì cái áo của theo cái bộ này á, thì nó có cái đường dây kéo nè, khi mà mình mặc cái áo vào thì mình sẽ kéo theo đường dây kéo, thì cái áo á, với cái quần nó sẽ liền với nhau. Cái bộ này nó còn khỏe nha, chứ còn cái bộ mà Denny mà nó liền một khối luôn á, thì khi mà các bạn mà đi xa là nó rất là khó chịu luôn. Mình á, đi tour thì mình gặp rất là nhiều bạn rồi, mặc nguyên cái bộ Denny luôn, té trên đèo Omega bể lốc máy đồ này nọ, đồ đẹp lắm nhưng mà vẫn bị tai nạn. Tại vì các bạn biết đó, là khi mà mình mặc đồ này á, nếu mà ở nước ngoài á thì mình chạy đường nó đẹp đó, không có ổ gà hay là tự nhiên đang chạy cái đường đá đồ này nọ, đường của người ta rất là đẹp, mình mặc đồ lên mình chạy với tốc độ cao nó không có nóng. Rồi mình chạy á, thì đa số là đường hẳn là nhiều,
đó, mình mặc những cái bộ đồ bảo hộ xịn đồ lên nó ok. Chứ còn như ở Việt Nam mình á, các bạn biết là mình ví dụ là đèo Khánh Vĩnh Omega đó, thì bây giờ ổ gà ổ voi không, các bạn mặc cái bộ đồ bảo hộ vô nó cứng đờ người. Ở nếu như mà các bạn nào mà có mặc rồi thì chắc sẽ biết người mình, những cái cử động của mình á, có nhiều bạn sẽ nói là mặc rồi từ từ nó sẽ quen, nhưng mà thật sự ra nếu như mà mình mặc á, mình không có thoải mái ngay từ đầu rồi đó, để mà quen được thì các bạn biết là đi nó cũng phải, cái đồ nó cũng phải dữ dằn lắm thì mới quen được. Chứ còn ví dụ như một năm mà mang ra chạy được một hai lần thì làm sao mà quen đó. Rồi khi mà mình đi mà mình bản chính bản thân mình đây đó, mình đi mình cảm thấy trong cái tour này mặc cái bộ đồ lên làm nó làm cho cái sự mà xử lý tình huống của mình nó giảm đi rất là nhiều. Còn cái đôi giày thì mình khuyên các bạn nên sắm một cái đôi giày mà để đi xe thì nó sẽ ok hơn. Đôi giày đi xe thường là nó sẽ có cái bọc sắt, cái đôi này không phải đôi xịn đâu, cũng tầm vừa vừa thôi. Đây nè, có miếng bọc sắt nè. Thì hồi lâu á mình đi á thì có một cái cô kia cũng chạy tạt đầu xe hơi, mình thì mình đang vượt trái lên, thế là quẹt trúng đó, thì nó xước cái đôi giày nè, mà nó không có vô cái bàn chân mình. Với lại nhiều khi mình đang chạy á là đá từ xe nó chạy nó bắn vào cái chân. Lúc trước á chưa có xài đôi giày này á thì bị đá nó bắn vô trong cái đôi giày thể thao á là coi như là nhức cái bàn chân luôn. Nhưng mà đôi giày này thì ok, không có vấn đề gì hết. Thêm một cái nữa là những cái đôi giày mà đi xe vậy, cái đế của nó làm rất là bám đường. Khi mà các bạn nè, các bạn mà chống chân á thì nó không có bị trượt. Còn nếu như mình mang mấy đôi giày thể thao là nó sẽ bị trượt xe, ngã dẫn tới ngã xe. Cái đôi giày này thì nó bảo vệ tốt cho bàn chân. Các bạn biết á, khi mà cái này nói không phải là nói xui nha, là khi mà mình đi xa đó mà lỡ mình gặp một cái sự cố nào đó mà mình té, cái phần gót này nè, cái phần gót này mà các bạn mà bị thương, các bạn vào á bệnh viện á là có nguy cơ là cái này á, nó không có lành được. Mình hồi lâu á mình có đi mổ cái tay á, mình nằm gần giường của một cái bạn kia, thì khi mà bạn đó bị tai nạn á thì cái chân á mổ đi mổ lại hoài mà nó không có lành được. Đó là cái gót chân là những cái sụn không à, cho nên là nó không có lành, nó không có giống như những cái phần khác mà nó chỉ cần mổ là nó ok, không có khó lắm. Cho nên nó là những cái đôi giày này nó sẽ bảo vệ cho cái bàn chân mình tốt hơn. Những cái phần khác trên cơ thể mình thì mình có thể là phục hồi được nhanh, nhưng mà cái bàn chân thì rất là quan trọng nha. Bàn chân với lại bao tay. Cái bao tay của mình nè, bây giờ mình sẽ quay cho bạn coi cái bao tay. Bao tay này thì được một cái bạn ở bên Nhật á gửi về cho mình nè, chứ còn Việt Nam mình bán cái cặp này nó tới 1.6 triệu lần, nhưng mà bạn gửi về thì chỉ có 900 thôi. Cái này là của Komine thì đây nè. Cái bao tay này á, thì bữa mình vô tình mình vào trong việc phun phay thì mình thấy có bán nha. Bạn nào thích thì có thể là vào đó mua. Giá là 1.6 triệu một đôi. Mình thì mình không có bán cái này đâu nha. Cái này thì giới thiệu anh em biết thôi chứ mình không bán. Cái bao tay này á, thì có mấy cục gù nè, nhưng mà nó không có bị cấn tay nha. Nhiều khi á, mình mang có bao tay á, cả triệu mấy, nhưng mà mang vô á, nó bị cấn. Với lại mang nó vô nó rất là khó chịu cái bàn tay. Nhưng mà đôi này thì ok. Nói thật ra thì 7 năm trời đi xe chứ chưa bao giờ mà sở hữu được cái đôi bao tay nào mà quá 200.000 hết. Đó. Tới nay thì cái bạn này mới gửi về cho mình được một cái là xịn nhất luôn. Còn áo giáp á, thì thật sự ra thì hồi xưa tới giờ á, là không có mặc bảo hộ dữ dằn lắm mới mua được cái bộ cái áo giáp này nè. Mặc 3 năm trời chưa thay luôn. Người ta thường á, người ta có sắm mấy bộ luôn á để thay đổi, còn mình á thì cứ một bộ, một cái nào mà mặc thấy vừa ý là mặc chết một cái. Nón full face thì mình đổi nón cũng thường, mình đổi qua 2-3 cái rồi. Lý do đơn giản lắm, lý do là khi mà mình mua nón á
là mình không có ai hướng dẫn hết, cho nên là mua sai cái size nón nó đội nó bị lỏng thì mình phải đổi cái nón khác, chứ không phải là nhiều tiền mà đổi nón đâu đó. Vợ mình thì cứ một cái là trung thành, cái nào là đội chết cái đó, chừng nào hư thì mới đổi cái khác. Trong cái chuyến đi này thì nói dữ lắm rồi thì nó mới chịu mang cái bọc chân nè. Cái bọc chân này á, thì cũng không phải là đồ dởm đâu nha các bạn. Nếu như mà bạn nào muốn bọc chân thì có thể là mua cái loại này, mà không có bán đâu nha, cái này giới thiệu cho anh em biết thôi. Cái nào mà ví dụ như mình bán thì mình giới thiệu, cái nào không bán thì mình nói không bán. Sau này có bán hay không thì không biết, nhưng mà bây giờ thì chưa có bán cái này. Sao nó dính chùm với nhau ta. Cái bọc gối này nó khác với lại mấy cái bọc gối mà bằng kim loại nha. Nhìn bọc gối bằng kim loại thì nhìn nó bóng, nó óng ánh, nhìn nó đã lắm, nhưng mà khi mà mình bị té xuống á, là cái bọc gối này nè nó sẽ bị trượt qua một bên. Thì thành thử ra mang cho đẹp cho vui thôi. Còn cái bọc gối này á thì ở bên trong á nó mềm nó êm, và khi mà mình cử động chân á thì nó không có bị bó cái đầu gối mình, với lại khi mà mình cầm mình lắc á nó không có bị lắc nha. Nó không có giống như khi mà bạn mà sử dụng cái bọc gối hay là bọc tay á, mà bạn cầm vào bạn lắc qua nó chạy qua chạy lại thì thôi mình nên bỏ cái đó đi, đừng có xài nữa. Đấy, này của Costco gì nè, ở đây nó có tấm phản quang luôn. Cái này là mua ở Việt Phương Phay luôn nè, cái này không phải giới thiệu chỗ đó đâu, chỗ đó nó không có kêu mình review đâu. Ở này mình mua, bạn nào mà có ví dụ có thấy chỗ nào mà bán đồ mà nó ok thì mua cũng được. Cái giáp nữ nè, cái giáp nữ này thì hàng xịn luôn nha. Cái này thì mình cái anh chủ shop này anh có nói với mình đó là đồ xịn đó, thì cái gì gọi là cái lớp giáp trong này nó mềm nè, còn mấy cái đồ phay á là lớp giáp trong này nó cứng nhắc à. Cái giáp nữ này á thì nó làm bằng giấy giấy gì quên bà rồi. Bạn nào mà coi video clip này tới đây thì comment cho mình biết là giấy này giấy gì nha. Đó thì nó mát, nó không có bị nóng, không bị hầm. Còn bữa nó cho vợ mình thử cái bằng da rồi, nó vuông da thì giống như cái bộ này nè, chịu không nổi, nó nặng với lại nó nóng lắm. Một cái nữa đó là cái hay gì mình mua túi đeo đùi, nhưng mà khi mà các bạn mà mua túi đeo đùi á, các bạn chạy xe ở xuống dưới đất là không có mang được, cho nên thành thử ra là mua cái túi bao tử nè, mình có thể là đeo chéo trên ngực, rồi có thể là đeo ngang bụng. À, cái hành trang của mình có lẽ là một cái dịp nào đó mà mình sẽ đi một cái tour ra tới Sapa luôn. Thì trong cái tour này á mình sẽ mặc là quần jean, mang giày, cái đôi giày mô tô này, đội nón full face, mang cái bao tay, mặc cái áo giáp cũ này, nhưng mà cái quần thì lại không mặc. Cùng lắm thì mình sẽ mua cái đồ bọc gói giống như của vợ mình rồi mình mang thôi đó, để cho cái sự mà thoải mái nhất ở trên đường mình đi. Chứ còn ví dụ như bây giờ đó, mặc đồ thì lè lẹt đẹp thiệt đó, an toàn thiệt, nhưng mà không thoải mái thì mình chạy xe nó lại nguy hiểm lắm. Còn đây là cái ba lô mà tài chi. Ba lô tài chi này á, thì các bạn lưu ý là khi mà mình mua là hàng phay rất là nhiều. Có thể là nó rẻ hơn cái shop này, nó rẻ hơn shop kia một ít, nhưng mà hàng thì nó không có phải đúng hàng nha. Các bạn nhìn là cái ba lô tài chi mà nó đúng hàng á, nó bự và nó đứng cái ba lô. Còn cái ba lô tài chi mà cái loại mà bạn nhìn vô nó nhỏ nhỏ lùng lùng mà nó mềm mềm á, là mấy cái loại đó là hàng nó không có được chất lượng. Ở cái cục da gối này thì thật sự ra chỉ có đem vào sân tập chạy á mới có thể là chà được nha, chứ còn mà ngoài đường á, các bạn hiểu là vì sao mà mình đi ra ngoài những cái giống như là đèo rồi đó, mình ôm cua mình hay bị lấn cua lấn len được không? Cái vấn đề đó là tại vì khi mà mình ôm cua xuống á, là cái cua nó có cái độ dốc, hoặc là ví dụ như bạn ôm cua là nó có cái độ nghiêng. Còn mình vô trong sân mà chạy á thì cái sân á, nó làm cái độ nghiêng theo cái góc cua, là nó không có, không phải là cái độ mà nghiêng lớn giống như là trên đèo mà tự nhiên nó nghiêng sâu xuống đó. Cho nên là các bạn mà thấy người ta chạy ở trong mà truyền hình á,
thấy ôm cua đồ mê quá, ra ngoài ôm. Thì vô tình là mình ôm cua trên đèo á, cái nó có cái độ dốc cao xuống, nó sẽ dẫn tới trường hợp là tốc độ á với lại cái độ nghiêng của xe mình nó không có phù hợp, dẫn tới là mình, một là mình lao hẳn qua bên kia đường đó, hai là mình tông vô vách đá đó. Đây cũng là một cái kinh nghiệm mà mình muốn chia sẻ với anh em, cho nên là khi mà mình đi ôm cua thì mình ôm vừa phải thôi, cái tốc độ chứ là cái số của mình chạy trên xe đó là nó phải hợp lý. Phải thứ nhất với lại cái phản ứng của mình nữa. Bây giờ mình chạy mình ôm cua được là 60, mà bây giờ mình ép cái bản thân mình chạy lên tới 90 ôm cua thì làm sao mình làm được, nó sẽ nguy hiểm. Còn cái vấn đề mà các bạn mà xài mà áo với mấy cái dây phản quang á, thì thật sự ra có nhiều người ta nói là phục hủ này phục hủ nọ, nhưng mà bản thân của mình thấy á, thì khi mà đeo dây phản quang thì rất là ok và an toàn. Ban ngày á thì những cái xe người ta đi á, người ta sẽ chú ý thấy mình đầu tiên luôn, người ta nhìn cái phản quang mình, người ta thấy nó rất là nổi bật, nó khác hẳn về đa số là mọi người đang lưu thông trên đường. Và ban đêm á thì đi thì nó sẽ cũng thấy rất là rõ luôn. Và khi mà mình đi đòn thì mình lại càng phải mang cái đó, tại vì đi đòn á mình chạy mình sẽ quan sát được là đội hình của mình là gồm những thành viên nào. Tất nhiên là mình không có nên mang phản quang mà đi vào những cái dịp mà lễ Tết hay là những cái dịp mà đặc biệt nha, tại vì rất là nhiều đòn mà nó mặc đồ mặc áo phản quang vậy vậy mà đi chung với nhau thì sẽ rất là dễ lạc đòn đó. Cho nên là khi mà ví dụ như mình đi tour mà mình đi những cái ngày đó thì mình phải làm sao để cho nhóm mình thứ nhất là về nó an toàn, thứ hai là nó không có bị lạc đòn. Còn đi xe phân khối lớn thì thật sự ra là các bạn chỉ cần mà mặc đồ mà màu mè lè lẹt như vậy là nhìn là không bao giờ lạc nhau hết á, nhìn đẹp lắm. Nhưng mà xử lý tình huống thì chạy xe rất là khó chịu, và phải mang trên người một cái khối lượng đồ nó nặng như vậy. Mình cân thử rồi, hình như là cái bộ đồ này nó nặng là khoảng từ 4 tới lại 6 kg gì đó, không có chính xác để về cân lại đó. Còn trong khi á mình mặc cái quần jean với lại một cái áo khoác bình thường thôi, nhẹ nhàng ok, mình làm chủ được tốc độ mình chạy, mình điều khiển được khi mà mình nói chung là nó nhẹ nhàng, cái cử động và cái thoải mái nó không có nóng người mình. Các bạn biết là khi mà mình đi xa đó là mình chạy, như bữa nay mình đi từ ở Tuy Hòa mà qua tới bên Đà Lạt á là mình chạy liên tục là từ để coi, đúng rồi, liên tục không có nghỉ miếng nào hết. Chỉ có lên tới đèo Omega, đèo Khánh Vĩnh á thì mới là nghỉ lại chụp hình một vài tấm hình rồi mình đi tiếp. Thì các bạn biết đó là khi mà mình chạy cái đường xa như vậy thì sẽ căng thẳng, với lại trong cái quá trình mà mình mặc đồ rồi nó nóng nực rồi này kia kia nọ nữa, nó sẽ làm cho mình thiếu cái sự mà lanh lại nhanh nhạy với lại tập trung. Ở đây cũng là một cái video clip muốn chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đối với là những anh em nào mà có ý định muốn sắm một cái bộ giáp. Thêm một phần cái nữa là giáp thì nó có giáp lưới. Đúng rồi, giáp cái áo của vợ mình là giáp lưới. Giáp lưới thì cái quần này nó cũng có giáp lưới luôn nha các bạn. Thì giáp lưới mặc thì nó sẽ ok hơn, nó mát, cũng như là nó sẽ nó nhẹ, nó đảm bảo là cho mình xoay chở nó cũng dễ dàng hơn. Giáp lưới thì nó giống vậy nè. Như vậy gọi là giáp lưới nè, nó nhẹ nó mềm, giáp thì đầy đủ hết nhưng mà nó nhẹ hơn là cái giáp da. Đây nè, ở đây là da nè, ở đây là lưới nè, đó thì các bạn thấy là nó kết hợp hai phần, cho nên là cái áo này nó sẽ nhẹ rất là nhiều so với là da nguyên khối. Chào tạm biệt các bạn nha.